Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào tất cả quý vị. Ngày thứ 2, triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An. Mở đầu video này thì tôi xin mời quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm tên là Phúc An của bạn Bùi Vinh Long. Trên Facebook gọi là Long Bùi Vinh, một trong những cái tác phẩm mini xuất sắc nhất tại cái triển lãm Quỳnh Ngọc lần này. Long Bùi Vinh là thành viên của bonsai 1981. Mưa to thì cho nó mát. Cây cối là tưng bừng. Được đánh giá là một tác phẩm có giá trị rất cao. Bây giờ tôi xin mời thì quý vị thử thưởng lãm, chiêm ngưỡng thật kỹ xem là nó có thật sự là quý như vậy không nhé. Tác phẩm Phúc An này thì nó chỉ cao khoảng 40 cm. Mọi người hay gọi nó là một cái cây xanh có cái dáng trực núi. Chất liệu thì là một cái cây xanh quê. Để chúng ta soi thật là chi tiết từng cái dăm, chi tay cành, bố cục thân pháp. Rất mịn. Bộ móng quá sắc. Cực đẹp. Cây thì già thôi rồi. Khủng khiếp. Một cái xanh có thể trực núi. Trực núi mà nó sẽ rất là khó để mà làm được một cái cây như thế này. Vì nếu mà không biết bố cục sắp xếp tỷ lệ bông tay chi cành thì nó sẽ rất rối. Cây này thì thực sự là nếu để lá thì tôi đoán là sẽ hơi khó nhìn. Kiểu làm kiểu hướng tay cành 24 giờ thì nó sẽ rất bị hạn chế. Đấy, cây này là làm theo kiểu bonsai quốc tế thì nó mới có thể diễn được. Phúc An, một cây xanh thực sự đẹp. Theo tôi thì cái dăm này vẫn có thể cắt rụt thêm được nữa. Cái chất xanh quê thì nó rất là hay, là chúng ta có thể cắt rụt và nó cũng không, nó không bị to dăm. Rất hay. Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm thêm một cái tác phẩm tên là Ngũ Phúc. Cũng vẫn là cái chất liệu xanh quê. Ở đây chúng ta nhận thấy một điều rằng là những cây xanh quê sẽ cho ta được những cái kết quả rất bất ngờ. Đó chính là bộ dăm rất là mỏng, nhỏ, rất là bé. Và như thế thì chúng ta mới có thể vuốt rồi làm thật là kỹ được, nó không bị xù, không phát triển quá nhanh. Và sau khi bộ dăm nó hoàn thiện rất là ổn định. Và nếu là những cái cây xanh năm điền thì khi chúng ta hoàn thiện nó sẽ rất là dở. Vâng, vì một thời gian sau thì nó sẽ xù hết. Dăm nó to và nó thô. Đặc biệt là khi chúng ta nuôi thật, nuôi khỏe. Nên chơi những cây nam điền, những cây xanh quê mà nó ổn định được bệ rễ, tay chi cành, bông dăm thì nó rất là giữ form. Còn cây nam điền thì rất có thể chỉ một thời gian sau thôi chúng ta lại phải cắt thô làm lại. Tác phẩm này thì cũng cao khoảng tầm 40 cm.
một cặp rất đẹp. Tiếp tục chúng ta ngắm thêm một cái cây mini của anh Vũ Gia Lâm, anh Vũ Bát Tràng nhé. Cây này thì nó có cái thân là một cây siêu, cốt là xanh rất già, là một cái cây xanh rất già. Cảm giác như nó là một con thú đang nằm. Đó là cây si của Nhân Ninh Hiệp. Cây si này nếu mà cắt ra thì cái bộ răm nó cũng rất là đẹp. Chất xì búp hồng, mẹ rễ móng cũng khá đẹp, nằm khá dài. Cái này thì cũng mới cắt lá nên là bây giờ nó lên một cái lớp lá non. Cây xanh của gỗ dương thời, dương thời có thêm một cái cây mini đẹp. Tác phẩm một tên là Làng Sen. Cũng là một cây xanh rất già. Cái này cắt rụt xịt, chất thì là một cây xanh Nam Điền, cũng cao khoảng tầm gần 40. Bỏng nước ra rồi. Hả? Mưa qua nhiều nước phết nhỉ? À, mưa này nó mới mát. Đã đây, vô TV. Mời các anh. Anh công một chú đấy. Rồi, cảm ơn các anh. Nào anh mở kênh coi. Nhường các anh. Nếu xem thì các anh nhắn hỏi em cái anh Nhượng đây hoặc anh nọ anh kia cái Nghệ An ba lần là em nhớ, không nói năng gì cả trên mạng làm sao biết được. À coi TV à? Tôi nọ hay TV, tôi coi mạng thôi. Vâng, à xem TV thì to, xem TV thì sướng. Coi TV nên là không coi được gì gọi tên là ông nào cái đấy. Vâng ạ. Coi điện thoại gọi hết. Cứ xem là hết, biết vâng. Hết đúng không ạ? Nói chung có lẽ không nhớ hết chứ còn đúng rồi coi hết. Vâng. Nhiều quá. Thì ngày là các anh ở huyện nào? Anh ở Quỳnh Lưu đây nhưng mà... À Quỳnh Lưu luôn à? Ngày xưa là ở đây. À. Gốc ở đây. Vâng. Bây giờ chuyển đi đâu hả anh? Thì chuyển lên cùng Quỳnh Cuối, lên Quỳnh Châu. À lên Quỳnh Châu à? Quỳnh Châu, cách đây 15 cây. À Quỳnh Châu gần biển hơn không anh? Lên rừng nhất. À nó lại lên rừng à? Lên tuần đấy. À. Lại lên rừng. Anh thì một ngày phải mở ra khoảng 4-5 tiếng coi YouTube. Đây là coi TV đó, đam nữa rồi. Đam mê nhưng mà là vì không có tiền mà chơi chứ còn đúng là thích cây là thích lắm. Quỳnh Đạo Thanh Oai. Cây xanh nét cô. Thích cây lắm rồi. Một ngày có này cũng khoảng 5 tiếng coi vô cây cảnh. Thăm. Vâng. Anh Thành Cà Phê. Cái của hoa giấy của chú anh cứ coi trên TV suốt. À thế à anh. Đẹp không anh, nhìn có được không? Vừa đại cũng chưa hoa. Ui em mang vào đây nó tan tác ra. Hoàng Lịch Tiệp. À thỉnh thoảng người ta nhấn like không? Ừ, Lịch Tiệp coi. Nói chung là hệ bonsai ông nào người biết hết, nhớ hết. À. Em mang cái hoa giấy vào mà nó bị gió nó táp hết. Hoa giấy của chú đâu đi triển lãm như mấy cây được anh. Đấy, khổ quá cơ.
định không mang cái đi cảnh, cái cảnh nghệ thuật là của chú thôi. Vâng. Bonsai Yên Mai dáng anh Đặng Công Kẻ không nhìn tiếp đi, anh Siêu Phong Bắc Ninh. Vâng. Cứ đi ngắm được. Vâng. Người ta làm cho mình ngắm này. Cái xanh mini song thụ rất già. Rất là nhiều cây mới lạ. Nhiều cây bé bé này tôi cũng chưa quay phim mấy. Với cây, đôi cây của Bùi Vĩnh Long thì tôi cũng quay một vài lần. Còn lại đa phần là à, Hà Xuân Lợi, câu lạc bộ 83, 84, 85 cũng góp tác phẩm. Một cây trực đẹp luôn. Cây này cao khoảng gần 60. Rất già. Đây cũng là cái tác phẩm mới giao dịch ngày hôm qua của nhà vườn Cúc Đại, mang vào đây lại giao dịch. Thế mới hay. Anh quay phim. Anh ơi, thăm mùa lâu lắm rồi mình đi với được gặp mặt nha. Vâng, quay tuyên môn quay Tobi rồi đó. Vâng ạ. Mà nghiện mấy cây ông quả. Bà quan đại diện giao dịch nhiều chưa? Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm. Vâng. Nộ nhiều lắm. Nộ nộ liên tục. Khoảng được mấy chục tỷ về. Mấy chục tỷ rồi. Vâng, không phải tiền về Hà Nội. Còn cây để lại Nghệ An. À, đúng rồi. Nói chung Hà Nội bây giờ người ta thiếu thiếu tiền nữa, còn thừa cây. Thắng nộ hề. Không ạ, cũng không biết ạ. Vâng. À, cái cây này là cây của nhà cây. À thì cái này là của Kim Cúc. Kim Cúc bán rồi. Bán rồi về Nghệ An rồi. Cây Kim Cúc đi. Vâng. Ta coi mạng. Ta coi mạng đó. Về anh mua chứ tiêu vậy. Anh ơi, cứ nhìn tất cả thì nó cũng chung một người. Chung một hội. Của một hội hết. Đẹp. Một cái cây cổ. Trực huyền cổ. Rất già. Dáng đẹp. Cây này cũng giao dịch rồi này. Cũng đẹp này. Này của ai đây? Cũ Hoài Nam à. Nam Gà Tre. Nam Gà Tre Hà Đông. Đã giao dịch. Hôm nay là các anh ở Nghệ An những huyện và anh em tỉnh Nghệ An cũng kéo về đây xem cây rất là đông. Chào anh nhá. Chào anh em nhá. Úi xa, cây đẹp quá. Vâng. Nhận Ninh Hiệp. Quạt để cho nó mát thôi. Vâng. Đấy, nằm trong đây hết đấy. Bao nhiêu kế sách. Dùng mọi kế sách để cho làng cây phát triển. Một cái cây này có cái dáng lão. Rất vui.
mỗi một cái buổi tối ở triển lãm này, này thì đều rất đông người. Né né ra, cứ đứng ở ống kính lại bảo đừng quay. Ê, sao mà đỡ được. Kiên bộ đầu đã chuyển giao. Cái đời của năm đấy này, đấy, cái sức quế này. Cung đàn mùa xuân của Dũng Hoàng. Dũng Hoàng. Long Lùn của anh Thắng Nhôm Nam Định. Xanh trực hoành của tác giả Bạch Thuận Thái Bình. Xanh nét cổ. Một thân trực và cũng một thân hoành. Thắng Nhôm có một cái long lùn nữa, xe không chạy với nhà luôn à? Đẹp quá. Chân bóng bẻ cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Em vào 4-5 ngày rồi mà. Thế ạ. Em quay nốt ở cái triển lãm này đã. Đi đâu thì tính sau. Vâng. Đâu ạ? Cây nào ạ? Cây đấy Hà Nội mà. Cây Hà Nội của anh Tuấn Phương ấy. Vâng. Ở khu vực này thì tôi cũng đã ghi hình khá là nhiều rồi. Tác phẩm Hạnh Phúc này cũng mới giao dịch này. Đấy. Bình An của anh Dương Văn Quán. Lại ngắm lại một chút. Trước đây của Quốc Anh này. Hơn 400 triệu mà bán 3.6 tỷ. Còn số lãi khủng khiếp. Không biết là còn cái cây nào lãi nhiều hơn thế. Như tôi đoán là nhiều cây còn lãi nhiều hơn thế rất nhiều. Nhưng mà cây đấy là tôi biết thực tế. Cổ mộc Thành Đô, Nam Gà Tre cũng chuyển nhượng về Nghệ An rồi. Cây có cái thân hay quá này. Cây xanh
Nhân Ninh Hiệp. Tác phẩm dưới bám đá rất đẹp. Rất độc, rất điệu. Này review cái dàn cây mini này. Rất kỹ cho cả nhà xem hết luôn nhé. Video này sẽ hơi dài. Nguyễn Văn Tiến, Ninh Hiệp. Trực hoành bonsai chính hiệu, dáng đẹp chưa? Cái là cái bông này chưa vuốt, tôi cảm giác nó vẫn đang bị đầy đầy. Cái này mà là vuốt thật mỏng hoặc là tạo ra cái nét thật bay thì cái dáng ở cái này nó sẽ phiêu hơn. Vẫn là một cái trạng thái bông rung rúng này. Bác nào có thể vuốt được thật đẹp thì cái này sẽ xuất sắc. Cái kiểu dáng ở cây này thì chỉ có nhặt lá ra thôi mới xem được, không phải rộng lắm. Trực huyền, cái cây có cái cành đổ này cũng rất là đẹp. Xoay các góc để cảm nhận được đẹp, cái nét đẹp của từng chi tiết. Đường chạy của cành huyền này cũng hay. Thông thường nó chạy theo một đường cong, ôm theo mặt chậu. Cái này này có một cái cành nó bay vút ra, cũng là một cái nét phá cách. Cây khá đẹp, hình như của bạn Hồ Thắng, Nam Gà Tre, mà khá nhiều cây. Cái dàn cây mini về cái triển lãm Quỳnh Ngọc này phải nói là cũng khá đẹp. Chất lượng đấy. Mỗi một nghệ nhân thì sẽ có một cái phong cách làm hoặc là phương pháp làm khác nhau. Nên cái sáng tác nghệ thuật thì mọi người cũng đừng lên bắt chước nhau nhiều quá. Hãy sáng tạo theo cái cách của mình. Bây giờ nhiều người cứ đi bắt chước cách làm của nhau, nó sẽ tạo ra một cái mô đun giống hệt. Sau này cây nó sẽ không có cái nét lạ, nét mới, nét riêng biệt. Nó sẽ không đa dạng. Xanh của anh Kiên Thường Tín. Xanh của Hà Xuân Lợi. Nhất điểu Vũ Liên Hoa. Tên dài răng rặc.
Rất khó nhớ. Cây xanh của anh Tiến Thanh Hóa à. Nhà cây này của bạn Tiến Hậu Lộc. Đường nét khá hay nhỉ. Đẹp quá. Cây tùng hình như là duy nhất ở triển lãm lần này. Cây xanh của anh Hồ Thắng, Nghệ An. Cây nguyệt quế lá nhỏ anh Tuấn, anh Tiến Thanh Hóa. Là của bạn Tiến Hậu Lộc à. Dáng đẹp chưa? Rất nghệ thuật. Và cây xanh quê. Xanh của anh Nhân Ninh Hiệp. Ok, tác phẩm cuối cùng trong video này là cây xanh của vẫn của bạn Tiến Hậu Lộc Thanh Hóa. Ok, triển lãm Quỳnh Ngọc ngày thứ hai, không khí cũng rất là sôi động. Anh em Nghệ An về đây tham quan thường lãm rất đông. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.